Hello, xin chào các bạn đến với kênh TVC TV Cuộc Sống Tôi. Hiện tại mình đang có mặt tại quán cà phê Vườn Đào gần cầu Vĩ nha các bạn, gần cầu Vĩ, hướng từ Hậu Thành đi Vĩnh Long nha các bạn. Đây một quán cà phê mình thấy cho gần là quán có một cái view rất là đẹp luôn các bạn. Đây là một quán có cà phê võng, giường và có những cái căn chòi nhỏ này để bàn, xếp bàn ghế các bạn ngồi rất là đẹp. Mỗi một khu vườn thì có bốn cái ghế rất là đẹp nè, trên cái ao, nguyên ao cá luôn, có nuôi cá cảnh rất là đẹp. Đây nó mấy chú cá loại tung tăng, cá chép Nhật rồi cá chép đỏ trắng đủ màu rất là đẹp nha các bạn. Quán này thì rất là ok, buổi sáng vào đây uống mình rất là thấy là rất là yên tĩnh luôn các bạn. Có khu vực gần lộ thì nó hơi ồn, nhưng mà đi vào phía bên trong, đây phía bên kia thì cũng trồng nhiều loại cây cảnh nữa, rất là đẹp, dừa có nhiều trái nữa. Đó, rất là nhiều trang trí, rất là nhiều cây cảnh nha các bạn. À, ở đây là anh này anh có bán hoa kiển nữa các bạn, cây cảnh mini vừa vừa các loại các bạn. Nó phía trong này thì rất là yên tĩnh nha các bạn. Còn đi sâu vào trong nữa là có chòi luôn nha các bạn, quán này có chòi luôn, rất là đẹp luôn. Mình thích, rất thích cái view này, rất là đẹp luôn. À, bạn nhìn thấy không, những căn chòi nhỏ nhỏ được xây dựng trên một cái ao cá rất là đẹp, trang trí những cái tháp nhỏ 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 nè, rất là đẹp luôn các bạn, mình rất là thích. Trước đây mình cũng ghé một lần rồi, nhưng mà cũng lâu lắm, cả năm, hơn năm nữa, mình hôm nay mình mới ghé lại. Thì cách trang trí thì bây giờ thì nó cũng tương đối khá hơn trước, đẹp hơn trước các bạn. Bởi gần Tết nè, cái này chủ nhân trang trí lại nó đẹp, rất là ok, mình rất thích nè. Có cổng cây bằng cây xanh đi vào rất là đẹp luôn, nói thật là mình rất thích. Đó, mình sẽ đi dài dài vào bên trong cho các bạn xem nè. Mình không có đem thiết bị quay theo, mình quay bằng cái tay cho nên nó hơi rung lắc, các bạn thông cảm nha. Rất là đẹp, nó mấy chú cá lội dưới kìa nè. Vào khu vực bên trong này còn sâu bên trong lắm nha các bạn. Ở trong này thì cũng có những căn chòi để mắc võng. Anh bắt nhạc Trịnh các bạn, nghe rất là đã, nhưng mà mình sợ bản quyền cho nên mình không có quay. Mình không có để nhạc, mình bắt buộc mình phải tắt đi và mình thu âm lại, mong các bạn thông cảm. Anh này anh trang trí rất là nhiều cây cảnh luôn các bạn. Hầu như căn trò nào cũng có những cây cảnh rất là đẹp luôn. Cắt tỉa gọn gàng nè, cái hàng rào ngăn cách giữa căn trò này qua căn trò kia, rất đẹp luôn. Hàng rào dâm bụt và cây xanh. Nó phía xa xa bên kia là anh để cây cảnh anh bán. Và anh như mình nhận ra một điều là anh này anh rất thích là thích hoa nha các bạn. Hầu như anh trang trí rất là nhiều hoa, kể cả hoa giấy, hoa bằng mũ. Rồi cây cảnh thiên nhiên rất là đẹp luôn á. Có lẽ anh này là anh người rất là yêu hoa cảnh. Đó, khung cảnh khu vườn được cắt gọn, dọn sạch sẽ, gọn gàng lắm các bạn. Cây cối nữa không thấy dán nhện luôn, rất là ok. Quán này lúc trước mình đi thì cũng có mấy em gái bán cà phê, nhưng mà bây giờ thì ảnh mấy ngày dịch bệnh này thì có mình ảnh thôi. Bây giờ mình mời các bạn một ly cà phê nha các bạn. Nãy anh đem cà phê cho mình nè. Nãy giờ mình quay vòng vòng, nãy giờ mình mới quay lại thưởng thức thử xem ly cà phê như thế nào các bạn. Mời các bạn nha. Cà phê ở đây thì cũng ngon lắm các bạn.